Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam mở khu kinh tế Vân Đồn đặc khu trá hình. Mặc dù dự án luật đơn vị kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc, Vân Phong, Phú Quốc, thường gọi là luật đặc khu kinh tế, đã bị nhân dân cả nước phản đối quyết liệt, đã khiến cơ hội của nước này phải đưa ra khỏi cái chương trình xây dựng pháp luật. Thì mới đây, chính phủ Việt Nam và người đứng đầu là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại bất ngờ ban hành quyết định số 544 QĐTT vào ngày 21 tháng 4 năm 2020 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của Ban Quản lý Kinh tế Vân Đồn. Quyết định này đã giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn nhiều chức năng mở. Khoản 2, điều 2 giao cho Ban Quản lý nhiệm vụ quyền hạn khác được cơ quan có thẩm quyền phân cấp ủy quyền. Và thực chất là tiếp tục thí điểm đặc khu kinh tế Vân Đồn. Nhất là quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc liên tục thúc đẩy chủ quyền phi pháp tại Biển Đông, bất chấp đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành trên cả thế giới và ngay cả tại Việt Nam, đã khiến hàng trăm ngàn người bị chết và nhiều triệu người bị viêm nhiễm. Chiều ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức công bố nghị quyết số 102 NQCP vào ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Quyết định số 544 QĐTT vào ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các quyết định về công tác cán bộ của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn. Đây là hình ảnh lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao quyết định công tác cán bộ của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn. Facebooker Trần Sang nhận định, trong khi cả nước đang sôi sục vụ án oan sai Hồ Duy Hải, thì Đảng dường như nắm được thời cơ thuận lợi để thông qua nghị quyết thành lập đặc khu kinh tế Vân Đồn. Tác giả đã viết như sau. Vào thời điểm ngày 10 tháng 6 năm 2018, người dân trên 12 tỉnh thành đồng loạt xuống đường chống luật đặc khu cho Trung Quốc thuê đất 99 năm, thì nhà cầm quyền lập tức tuyên bố hoãn luật đặc khu. Thế nhưng, các công trình của Trung Cộng vẫn tiếp tục được xây dựng trên khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Và đến hôm 15 tháng 5 năm 2020, thì Vân Đồn đã công khai trở thành đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Người ta phải ngả mũ, phục tài lừa dân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu như trước đây, các quan chức chối bay bài về yếu tố Trung Quốc trong đặc khu kinh tế Vân Đồn, thì bây giờ họ không còn giấu giếm nữa khi lên kế hoạch rằng trong đó, Vân Đồn là khu kinh tế duy nhất nằm trong khu vực hợp tác kinh tế giữa Việt-Trung, hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ mở rộng, cầu nối ASEAN-Trung Quốc, hành lang kinh tế Nam Ninh-Singapore, trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, và toàn bộ diện tích khu kinh tế nằm trong địa giới hành chính của huyện Vân Đồn. Trả lời phỏng vấn của đài BBC tiếng Anh tại London, chuyên gia kinh tế của Việt Nam, bà Phạm Chi Lan nói rằng bà không được ai tham vấn, hoàn toàn không biết và thực sự bị bất ngờ với việc thành lập và đưa vào vận hành thí điểm khu kinh tế Vân Đồn của Chính phủ Việt Nam. Đây là hình ảnh tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc di chuyển ngoài khơi Nha Trang vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 14 tháng 4 năm 2020. Bà Chi Lan đã nói như sau, có những lợi ích người ta theo đuổi mà bị đông đảo, công chúng phản ứng, kể cả ở diễn đàn quốc hội, thì người ta sẽ tìm con đường đi lặng lẽ, kín đáo hơn, có thể gọi đùa đó là đánh úp với xã hội. Họ có thể có những cách vận động lặng lẽ hơn so với trước đó. Trước đây, dự luật đặc khu có thể họ đã quá tự tin về khả năng được thông qua nên làm rất ồn ào, quảng bá rất ghê. Nào là tổ Phượng Hoàng, nào là đầu tư 100 lãi, nhiều khi bị bác bỏ thì nay lại rút kinh nghiệm. Nhưng đáng tiếc là kể cả khi quay lại cho thành lập mang tính thí điểm thì chính phủ cũng nên tham vấn lại các chuyên gia, những người đã phản biện mạnh mẽ luật này về nhiều mặt. Thì khi ra quyết định này sẽ chắc chắn hơn. Về thời điểm chính phủ Việt Nam đưa vào vận hành khu kinh tế Vân Đồn khi Trung Quốc đang tăng sức ép lên Biển Đông, bà Chi Lan cho hay rằng đây là sự tình cờ, chứ không ai ngu dốt, vô trách nhiệm tới mức khi Trung Quốc đang lấn vào Biển Đông rất mạnh mà lại đi mở khu kinh tế Vân Đồn để cho Trung Quốc vào lãnh thổ của mình. Nếu cố tình như vậy thì vừa ngu dốt, vừa thiếu trách nhiệm và có thể nói là hành động phản quốc. Khi được hỏi về quyết định mang tính bất ngờ của chính phủ Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cũng cho rằng tôi không rõ chính phủ có bàn với các quốc hội hay có ủy ban nào của quốc hội đã duyệt qua đề án này hay chưa. Tôi không thấy báo chí trước đó nói gì.
nhưng cũng khó có thể kết luận đây là quyết định đơn phương của chính phủ. Nếu không muốn hỏi ý kiến Quốc hội và các thành phần khác thì có nghĩa là chính phủ đặt người dân vào trong sự đã rồi, nhưng tôi chắc chắn về điều này. Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, khi chính phủ đã ra quyết định rồi thì người dân không làm gì khác được. Đây là hình ảnh cảng Vân Đồn chụp từ trên cao. Và điều duy nhất hiện nay có thể làm đó là đề xuất chính phủ đưa ra các hướng dẫn cụ thể về cách thức vận hành khu kinh tế Vân Đồn để người dân biết và Quốc hội giám sát. Ông nói tiếp, tôi cứ đề xuất rằng nếu chính phủ chưa có kế hoạch gì thì đây là thời điểm tốt để đưa ra kế hoạch. Chính phủ cần có hướng dẫn cụ thể gắn liền với dự án được ban hành để mọi người chưa biết thì được biết và về khu vực này, không chỉ cho dân biết mà cần trao đổi trên diễn đàn Quốc hội. Chúng ta không thể làm gì khác hơn mà không yêu cầu Thủ tướng rút quyết định được. Bà Chi Lan thì nhận định rằng cần siết lại quyền hạn của ban quản lý và cắt bỏ các đề xuất từng đưa ra trong dự luật đặc khu. Bà nói, tôi cho rằng chính phủ phải rút lại các đề án mà trước đây Vân Đồn đã đưa ra đính kèm theo như phụ lục của dự luật đặc khu kinh tế, vốn dự định là nếu dự luật được thông qua thì các phụ lục này cũng được thông qua luôn, bởi nếu làm theo các đề án đó thì rất dở. Những chi tiết như cho thuê đất 99 năm, những người ở các nước có chung biên giới với Quảng Ninh được tự do ra vào, được mua nhà cửa, được quyền sở hữu nhà và thừa kế cho con cháu họ, nghĩa là mở cửa cho người Trung Quốc và con cháu họ tự do mua đất, tự do sinh sống ở đó hết đời cha mẹ đến đời con cháu chắt. Và như vậy là quyền vĩnh viễn thuộc về họ. Và như vậy cho người Trung Quốc quyền cao hơn quyền của người Việt Nam ở nước ngoài, chỉ được mua nhà ở Việt Nam và chỉ được sử dụng chứ không được sở hữu hoặc bán lại theo luật hiện hành. Tất cả những cái đó không thể được. Hay đề xuất cho người nước ngoài đầu tư nhà máy điện hạt nhân, đầu tư sản xuất quân trang quân dụng, những điều này vô lý quá mức. Đây là những điều công luận đã phản ứng rất mạnh mẽ, trong đó tôi đã từng phản ứng rất nhiều. Ngoài ra phải siết lại và làm thật rõ quyền hạn của ban quản lý đến đâu, chứ không được làm mọi thứ. Ban quản lý này phải chịu giám sát của những đâu và cũng phải quy định rõ ràng, chứ không phải chỉ đối với tỉnh. Tỉnh có thể chỉ coi đây là một khu vực nhỏ trong địa bàn của mình, nhưng khu nhỏ có thể trở thành một cứ điểm để Trung Quốc vào và gây nguy cơ đối với an ninh quốc phòng của cả quốc gia Việt Nam. Lúc đó, nó không còn là vấn đề của một huyện, một tỉnh nữa, mà đó là vấn đề của quốc gia. Do đó, những người có trách nhiệm của quốc gia phải có trách nhiệm giám sát và quản siết kỷ cương quyền hạn của khu vực này. Còn tiến sĩ Tô Văn Trường, cựu viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam khẳng định, việc lập đặc khu Vân Đồn sẽ không giúp gì kinh tế Việt Nam về lâu dài. Đây là hình ảnh, phía sau ánh đèn của đặc khu Thẩm Quyến là những công nhân nhận lương dưới mức rất thấp. Ông phân tích thêm như sau, muốn kinh tế Việt Nam phát triển lâu dài thì phải thay đổi chính sách kinh tế đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong nước, chứ không phải tăng FDI vào những ngành nghề dịch vụ như du lịch hoặc mở sòng bài. Mà ngay trong trường hợp muốn tăng trưởng các dịch vụ này thì chỉ nên dùng các luật hiện hành ở các khu doanh nghiệp và không nên cho các đặc chế về cho thuê đất, đai hay dùng luật nước ngoài, và cần nhất là không nên cho miễn visa đối với các nước láng giềng để tránh những tai hại lâu dài về độc lập và tự chủ của nước Việt Nam. Thời của những đặc khu kinh tế như Hồng Kông hay Thẩm Quyến đã qua rồi, và ngay cả hai đặc khu này cũng đâu cho quyền tự do vào và tự do ra ngoài như vậy, và tự do ngoại tệ nữa. Trên thực tế, Việt Nam đang lệ thuộc quá nhiều vào FDI và đặc biệt là nguồn cung từ Trung Quốc. Đáng lẽ phải đa phương hóa thì những đặc khu kinh tế kiểu Vân Đồn lại thể hiện giải pháp đâm đầu sâu hơn vào lòng của Trung Quốc. Có hàng loạt câu hỏi đặt ra, ai sẽ vào khu đặc biệt này trừ Trung Quốc? Tại sao không đối xử với Trung Quốc một cách đặc biệt như vậy? Việt Nam có thể giao thương trực tiếp với Tây Phương thì tại sao cần khu đặc biệt? Nếu lúc nào đó mà bị Tây Phương đánh giá là con bài của Trung Quốc thì Việt Nam có còn theo được phương châm làm bạn với tất cả các nước, thậm chí còn giữ được độc lập hay không? Nếu phải lập ra khu Vân Đồn chỉ vì áp lực của Trung Quốc trong chương trình một vành đai một con đường thì xin chính phủ Việt Nam cứ yên tâm. Sau vụ viêm phổi Vũ Hán, chương trình này sẽ bị bỏ rơi hoặc đình trệ vì chính quyền phủ Trung Quốc sẽ gặp khó khăn phát triển kinh tế của họ. Còn thì giờ đâu mà thực hiện giấc mộng bá quyền và bá chủ toàn cầu nữa. Cũng trong khi viêm phổi Vũ Hán đã dạy cho cả thế giới một bài học về Trung Quốc và các nước phương Tây đã lũ lượt tìm mọi biện pháp để thoát chung, thì Việt Nam đi ngược lại với trào lưu của thế giới. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảm ơn Việt Nam vì chuyển giao đồ bảo hộ chống viêm phổi Vũ Hán. Trên trang cá nhân tweet của ông,
được viết vào ngày 9 tháng 4 năm 2020. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, thì hiện nay các nước trên thế giới đều đang cố gắng thoát khỏi lệ thuộc vào Trung Quốc bằng cách nỗ lực đón các luồng đầu tư mới và dịch chuyển dần sang đầu tư ở các quốc gia khác, thì không có lý do gì Việt Nam lại phát triển lệch hướng chung đó. Bà nói, Việt Nam đáng lẽ cũng phải chuẩn bị đón những dòng đầu tư đó thì lại mở ra khu kinh tế Vân Đồn với mục tiêu hết sức tùm lum. Và hiện nay có nhiều ý kiến về đề xuất với chính phủ để sớm đưa ra một luật về an ninh quốc phòng, về kinh tế. Ngay nghị quyết thứ 52 mà Bộ Chính trị về đầu tư nước ngoài cũng nêu rõ không chấp nhận những dự án gây tác hại đến an ninh quốc phòng. Và nghị quyết này đã được đưa vào thành quy định, pháp lý và thực hiện. Nhất là vào lúc này, nhiều nước, kể cả Mỹ, đã từ chối một số dự án đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc. Việt Nam cũng có quyền đó, xu hướng hiện nay tạo ra những cơ hội mới cho Việt Nam để có thể phát triển, giảm bớt lệ thuộc vào Trung Quốc và tăng cường các quan hệ kinh tế với các quốc gia khác trên cơ sở thương mại và tương đồng về lợi ích như với Mỹ, Nhật, Bản hoặc châu Âu chẳng hạn. Và trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, các nước hiện đang muốn giảm bớt nguồn cung từ Trung Quốc và chuyển sang các nước khác. Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này. Tất nhiên Việt Nam không đủ khả năng để chấp nhận tất cả, nhưng có một số lĩnh vực Việt Nam làm được. Cái chính là cần phải cải cách mạnh mẽ, nâng cao năng lực để đáp ứng và chứng tỏ mình có khả năng tốt. Tiến sĩ Tô Văn Trường cũng khẳng định như sau. Lúc này Việt Nam không cần đặc khu kinh tế mà cần các đặc khu trí tuệ tinh hoa để hút những trí tuệ lớn của thế giới từ Mỹ và Tây Âu đến. Cần những cơ chế đặc biệt để hút những bộ óc lớn trên thế giới về trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, sinh học, những nhà sáng tạo, những think lớn đến Việt Nam. Việt Nam cũng đang được Mỹ và châu Âu quan tâm và muốn thiết lập một quan hệ sâu, nhưng cần tránh cách làm khôn lỏi lập lờ giữa Mỹ và Trung Quốc. Lúc này Việt Nam cần rất rõ ràng hợp tác chân tình với Mỹ và châu Âu để phát triển kinh tế, tạo dựng xã hội văn minh. Việt Nam không chống Trung Quốc, cần giữ mối hòa hiếu, lợi ích giữa hai nước láng giềng, nhưng phải rất rạch ròi. Độc lập về kinh tế và chính trị, không để Trung Quốc lợi dụng Việt Nam là nơi né đòn, trừng phạt và cô lập của Mỹ. Vân Đồn cũng là nơi mà Trung Quốc đã thèm khát bao năm nay và đã dành rất nhiều thời gian, công sức để tiếp cận Quảng Ninh nhằm thực hiện dã tâm chiếm vùng đất quan trọng này. Đây là hình ảnh khai mạc Hội thảo Khoa học Quốc tế về phát triển đặc khu kinh tế, kinh nghiệm và cơ hội được tổ chức tại Quảng Ninh vào ngày 20 tháng 3 năm 2014. Trang web của Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc thuộc Trường Đại học Thẩm Quyến vào ngày 14 tháng 3 năm 2013 đã đăng tin như sau. Ngày 19 tháng 1 năm 2013, tỉnh ủy Quảng Ninh, mà khi đó là ông Phạm Minh Chính, là bí thư tỉnh ủy, đã mời 5 chuyên gia của Trung Quốc, trong đó có bà giáo sư Đào Nhất Đào sang Quảng Ninh dự hội thảo khoa học về đặc khu kinh tế. Hiện nay, ông Phạm Minh Chính đang giữ chức trưởng ban tổ chức Trung ương và một trong những ứng cử viên sáng giá cho bộ tứ quyền lực của Đại hội Đảng lần thứ 13. Đương kim Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là một trong số quan chức VIP tham dự hội thảo này, để rồi vào tháng 5 năm 2018, khi dự luật đặc khu bất ngờ được trình ra Quốc hội mà không có một sự thông báo nào trước đó, một số đại biểu Quốc hội đã nghi ngờ về sự không minh bạch của sự việc và phát biểu về những hậu quả mà luật đặc khu có thể rước về Việt Nam, thì ngay lập tức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chặn họng các đại biểu Quốc hội với một câu nói đã đi vào lịch sử Quốc hội Việt Nam rằng: Bộ Chính trị đã quyết định về đặc khu rồi, để đáp đặt các đại biểu Quốc hội thông qua dự luật bán nước này. Kiến trúc sư Trần Thanh Vân đã có một bài phân tích về đại địa mạch quốc gia, và trong đó có cảng Vân Đồn chiếm vị trí quan trọng đặc biệt. Bà khẳng định Vân Đồn là một khu quân sự, mà quân sự thì không thể nào giao cho người nước ngoài đầu tư. Mất Vân Đồn là mất Vịnh Hạ Long, là mất nước. Không phải ngẫu nhiên mà vô cớ mà trên vịnh Bắc Bộ rộng lớn của chúng ta còn có vịnh Hạ Long, bao gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ. Ngay sát cảng Vân Đồn có vịnh Bái Tử Long, và ngoài khơi xa của Hải Phòng có đảo Bạch Long Vĩ. Ngoài ra còn có nhiều đảo có tên liên quan đến rồng như Hòn Rồng, Long Châu, Thôn Cái Rồng, cái tên Long Liên liên quan đến phần đuôi của con rồng lớn xòe ra ở đồng bằng Bắc Bộ, đi xuống nước ở cảng Vân Đồn và kết thúc ở đáy đại dương thuộc vịnh Mindanao thuộc Philippines. Cảng Vân Đồn và khu vực xung quanh nó là một phần của đường kinh mạch lợi hại đi từ đỉnh Everest cao gần 9.000m của dãy Himalaya trên cao Tây Tạng qua Vân Nam,
qua đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam xuống vịnh Hạ Long rồi đi đến đáy đại dương sâu nhất thế giới gần 11 km ở vịnh Mindanao, Philippines. Đó cũng là mạch đất độc đáo nối từ cổng trời đầy thiên khí đến địa huyệt của cải có độ chênh vạch nhau tới 20 km và là đường kinh mạch quan trọng nhất thế giới. Nếu Trung Quốc làm chủ được đường kinh mạch này thì họ có thể mau chóng làm chủ cả thế giới. Bởi vậy, lúc này họ đang cố sức củng cố nơi họ nói là họ sẽ là chủ và chiếm thêm nơi họ chưa chiếm được. Mà trong đó, đặc khu Vân Đồn tại Việt Nam là một điểm kết nối hết sức lý tưởng để thực hiện được mưu đồ bá quyền nước lớn của Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2020 với bản tin Việt Nam mở khu kinh tế Vân Đồn đặc khu trá hình. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.